Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ đọc và phân tích sơ đồ mạch điện của cái hệ thống đèn Daytime Running Light, có nghĩa là đèn sáng ban ngày trên con i10 phiên bản 2019-2020 giống nhau. Đấy, con này là đời 2020. Đấy, có hai loại, một loại là không có hộp bi xem và một loại là có hộp bi xem. Cái đèn này, hệ thống này nó chung cho động cơ G3LA và G4LA 1.0 và 1.2 đều dùng chung một mạch này. Trước khi đi vào phân tích, chúng ta tìm hiểu một số các chi tiết trên mạch sơ đồ. Hot at time là luôn luôn có điện dương. Hot in on có nghĩa là khi bật qua điện mới có. Đấy, chúng ta đã làm quen rồi, qua cầu chì dơ le nằm trong cái hộp cầu chì trong xe IP junction block. Rồi ok, đây bên này là da chân, da đèn bên lái và đèn bên phụ. Đây đèn bên phụ, có đèn bên lái. Trên mạch này nó ghi luôn là LH hai bên là LH. Đây là ghi có sự nhầm lẫn này. Một bên là RH, một bên là LH. Mới là đúng. Có nghĩa là một bên lái và bên nghịch, bên lái bên, bên 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 phụ. Còn đây là hộp mà điều khiển dơ le ban ngày. Với loại không có BCM là nó có cái hộp này. Hộp này nó cũng nằm tại cái hộp, nếu mà loại nằm ở hốc bên 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 phụ của chỗ mà với loại có BCM là nó nằm ở đấy, còn với loại không có BCM nó cũng vẫn nằm ở đấy. Loại bị cơ sĩ xem sẽ không còn hộp này nữa, nằm ở cái hốc bên hông chỗ cốp đựng đồ bên phụ. Chân ALT này là chân đi đến máy phát này, trang hình. Còn chân này là chân nối mát cho dơ le. In on input, in on on input này có nghĩa là chân bật qua điện, hết làm switch công tắc đèn đầu. Đấy, khi mà bình thường là điện luôn luôn chờ sẵn ở tiếp điểm dơ le, đi qua cầu chì F9 và chờ sẵn ở đây. Một mặt là đi qua quận cảm, quận dây và chờ sẵn ở chân DRL gì đây này. Khi bật khóa điện lên thì có một dòng điện đi qua cầu chì F34 và cũng chờ sẵn ở vị trí on input. Khi động cơ khởi động, máy phát hoạt động sẽ cấp cho vị trí chân ALT này, vị trí chân L này một dòng điện. Lúc đấy nếu đèn đầu không bật, hết lam switch này không có tín hiệu thì hộp DRL này nó sẽ cấp mát cho chân DRL gì đây. Đấy, khi đó sẽ tạo thành từ trường ở gì đây này và hút tiếp điểm, dòng điện nó sẽ đi xuống qua tiếp điểm và đến hai bên đèn về mát đèn sáng. Khi có tín hiệu đèn đầu, lập tức hộp nó ngắt mát ngay, tại chân DRL gì đây. Tiếp điểm nhả đèn, mất điện, đèn tắt. Đấy, với cái sơ đồ loại không có BCM thì nó rất đơn giản như vậy. Sang cái sơ đồ mà gọi là có BCM, đây sang cái sơ đồ có BCM cũng vẫn như vậy. Hot at time là luôn luôn có dương, chờ tại tiếp điểm. Relay. Đây có một con dơ le tai nằm trong hộp junction block này. Đấy, tất cả tín hiệu này đều ăn xuống hộp BCM, tại hộp BCM. Đây là đồng hồ instrument cluster. Còn đây là zone connector là hai những cái rắc kết nối Mewtwo Function Switch này, công tắc đa chức năng, công tắc chính ấy. Đây là điểm nối mát, đây là các đèn, đây là với thể loại là cái loại có đèn led thì nó sẽ đi theo hướng này, và dây bên lái là dây xám, dây bên phụ là dây xa trắng,
Còn với loại đèn sợi đốt bình thường thì là hai dây đều trắng. Anh em nhớ nhá, với loại hai loại nó sẽ đi theo màu dây khác nhau. Đấy, và để phân tích sơ đồ thì dòng điện là lúc nào cũng chờ sẵn là tiếp điểm. Thằng này thì nó không như thằng kia, thằng này thì là nó ăn theo qua mạng Ken. Khi máy nổ, một nổ máy lên là nó sẽ cấp cho nó sẽ biết là máy nó đang nổ. Đấy, nó ăn qua mạng Ken này. Trên từ từ đồng hồ xuống. Nó biết được là máy đang nổ, là nó sẽ không, khi khi mà chân tai lam switch này không không có không công tắc này không được bật như này đang off thì nó sẽ cấp mát tại chân này, đóng dơ le, đóng tiếp điện, điện nó sẽ đi xuống đèn về mát và đèn sáng. Khi mà ta bật đèn tai thì đồng thời là nó xuất đóng mát cho chân relay này, tai relay này, và ngắt mát chân DRR này. Đấy, lúc đấy thì đèn tai sáng. Đấy, rất là đơn giản, không có gì cả. Cảm ơn anh em đã theo dõi.